Hoàn Thành, Tô Hương Vũ rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi thôi, ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp. Mình tự mình cho mình làm. Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng vạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả các sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống như sau: Nam Cali 57.11 hoặc 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị như Android, iOS, Roku, Amazon, Smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế, giúp tăng sức đề kháng, chống đại dịch toàn cầu. Anh Nhã xin mến chào quý vị đến với chương trình Garden Cooking cùng với anh Hoàng Thanh và anh Tô Hưng Vũ. Happy Valentine's quý vị. Mình quá biết rồi. đây là mùa tình yêu. Em còn biết ngày yêu. Nào sẽ bị nói mình thấy trái tim là hey, mùa tình yêu. Hôm nay Thanh Nhã bật cái áo phòng tình yêu màu hồng. Màu hường. Hường là mấy người dưới quê. Thì mình đang ở miền Tây mà. Cái này anh cái áo màu vàng nè, thấy không? Nhưng mà anh phải mặc cái tạp dề mới có được chef. Phải ra cái chef phong. Bây giờ em mặc vô nó cũng không thể ra được. Tại vì hôm nay em làm cái món mình chiên, chiên sợ nó văng, mất đi cái áo đẹp. Đúng rồi, mất áo đẹp em, cái anh Thanh tặng em áo mới ha. Cảm ơn Thanh nhiều để nha. Để coi. Kính thưa quý vị, chúng ta đã trải qua số, để coi ngày hôm nay là số 23. 23 của chương trình Garden Cooking rồi. Tuy là chỉ có mới 23 thôi nhưng mà chúng ta đã thấy rằng quý vị ủng hộ nhiệt tình cho chương trình rất là nhiều. Thanh Nhã cảm ơn quý vị. Quý vị nhắn tin nè, quý vị gọi điện nè, rồi là quý vị comment trên Facebook nữa, cho nên là đó không gọi là gì ta? Yêu mến màu. Không phải, đó là cái gì tự nhiên em quên rồi. Thôi thì khó quá. Không phải, muốn nói đó, đó là hả? Thay lời muốn nói. Thay lời muốn nói. Nói cái đó đó phải không? Cái đó là gì vậy? Thay lời muốn nói. Không, quý vị ơi, thật ra là nhiều khi đầu óc Thanh Nhã suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà mỗi lần đó, đi thẳng, nhìn thẳng hướng máy không sao. Mà nhìn xéo qua anh Vũ cái là quên hết rồi. Cái đó gọi là trời, cái sắc đẹp của anh muốn làm cho em mê hồn vậy đó nhỉ? Đôi lúc con người ai cũng phải bị cái vấp ngã là cái gì không? Nhưng khi mình đang nói mình không biết mình nói gì, mình bị ngã qua cái vấn đề khác. Cái vấn đề là gì vậy nè? Thường đó là mình lên show là mình chỉ nhìn cái ống kính thôi. Cái đầu mình nghĩ một chiều, nhưng mà khi mà Thanh Nhã nhìn con mắt bên đây, nhưng mà cái đầu phải nghe của bên đây nói cái gì rồi mình phải đối phó lại cái vấn đề nó là như vậy. Nhưng mà không sao hết, cái đó là đặc sản của chương trình. Cho nên là Thanh Nhã rất là vui để được lên show Garden Cooking cùng với hai anh. Nhưng mà nếu mà không có sự ủng hộ của quý vị thì chắc có lẽ là chúng ta cũng không có được đến ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì xin mời anh Thanh giới thiệu đến quý vị món ăn. Bây giờ hôm nay chương trình Garden Cooking gửi đến cho tất cả quý vị một cái món ăn cũng rất là tươi rối. Tươi rối luôn. Mình ăn mình gói lại, mình chặt với rau, mình gói, mình bỏ cho họ mình ăn. Wow. Cái món này nó rất là tươi rối. Đó là một món bánh gói. Rối tươi. Đó là món bánh gói. Bánh gói à, mình gói. À quý vị ơi, cái món bánh gói này thường thường ở miền Nam mình hay gọi là nó giống như cái bánh khoai qua vạt, quay vạt. Nó có viền phía ngoài á, bánh quay vạt thường thường là mình ăn nó giống như là cái bánh pate show á. À nhưng mà tại sao gọi là bánh quay vạt ta? Bánh quay vạt là tại vì cái lỗ tai nó có vạt kìa nè. Viền. Vậy mình ăn cái đó tưởng tượng giống như lỗ tai. À không, thì người ta làm cho cái mẫu mã nó đẹp thôi. Thường thường em ăn mấy cái đồ mà
seafood hay là những cái đồ điểm sắm á, em thấy có những cái món ăn vừa có xíu mại nè, há cảo này nó làm cũng viền phía ngoài phía trên đó. Cái này nó cũng không phải là há cảo, thì mình làm bằng bột, cái bánh từ bột, nhưng mà hôm nay á trong tiện và lợi là bên chợ Việt Nam mình ở, tức là ở bên Cali nè, nó có bán những cái wrap giống như cái wrap Hoàng Thánh, cái vỏ bánh của hát cảo xíu mại nè, hay là cái vỏ bánh của ba chả giò. Thì mình thích cái loại bánh nào chiên cũng được hết, tại vì cái nhân cũng là thịt nè, có phần thịt băm nè ha, rồi nấm mèo nè, nấm mèo sắc sợi nè, một lát mình sắc nhỏ ra nè, đây là củ cà rốt mình cũng sắc nhỏ ra rồi, còn đây là củ sắn nè, đó củ sắn mình cũng đã sắc nhỏ ra rồi. Đây là bún tàu mình ngâm chừng 15 phút, mình lấy nước ra lát mình cũng sắc nhỏ luôn ha. Mình xào chung tất cả đi, nêm nếm gia vị lại với nhau rồi sao thành ra một cái nhân. Rồi sau đó mình mới làm cái vỏ bánh. À, Hoàng Thanh xin phép, đây là cái vỏ bánh á. Hôm nay quý vị thấy là cái vỏ bánh này rất là bự, là biết sao không? Tại vì Hoàng Thanh đã làm sẵn rồi. Cái vỏ bánh bình thường của nó đó là nó nhỏ lắm, giống như quý vị đi chợ, tất cả các chợ Việt Nam, cái vỏ bánh của xíu mại hay là vỏ bánh Hoành Thánh á, nó vuông, nó tròn, nó có nhỏ xíu à. Nhưng mà Hoàng Thanh đã tìm được cái vỏ bánh egg roll, ring roll, là cái vỏ bánh này làm cho chả giò, mình cuốn chả giò đó, nó to bự như vậy nè. Đó, rồi Hoàng Thanh lấy cái chén úp vô, mình lấy cái dao mình cắt khoanh đều ra thì nó sẽ ra được cái bánh này nè. Tại vì bánh khoai vạc á, là chúng ta cần cái vỏ bánh nó phải tròn, rồi chúng ta phải cuốn lại, rồi sau đó chúng ta phải lấy trứng gà đó, chúng ta thấm nó lại rồi chúng ta mới làm quay vạc, mà để nó giờ nó bị khô hết rồi nè, thấy không? Nó bị khô hết rồi. À, vâng. Anh có biết ở nhà có biết tại sao người ta gọi là bánh quay vạc không? Thì tại vì cái quay nó vạc. Bánh quay vạc. Thấy không? Nó quay đó. Nó vạc, người ta gọi đó, là bánh quay vạc. Cái là mà nếu... quay vạc là quay làm sao? Thì quay vạc là nãy anh Thanh nói trong cái lỗ tai nó quạt quạt. Giống con vịt. Quý vị đi, nếu mà quý vị nào ở xa đó nhưng mà không có đó thì quý vị làm bằng bột cũng được, bột mì hay là bột gạo đó, chúng ta cán ra thì nó mất thời giờ hơn. Còn đi chợ thì nó có sẵn mấy cái vỏ bánh nè, bánh xíu mại, bánh há cảo hay là bánh Hoành Thánh gì, tất cả làm thì được, bánh chả giò luôn ha. Đó, đây là cái vỏ bánh, mình lấy cái chén mình úp lại và mình vòng tròn ra làm cái bánh bự ăn nó ngon hơn. Còn ở chợ thì nó làm bằng cái bánh Hoành Thánh nó nhỏ lắm. Đây, loại này ha, quý vị đi chợ kiếm cái loại này, nếu không có thì chúng ta làm cái nhỏ cũng không sao hết. Đó, thì bây giờ là kèm thì thường cái bánh á, ăn nó có cái trứng cút cắn miếng ở trong cái nhân á, thì em thấy có cái trứng á, nó ngon hơn, giống như mình ăn bánh bao, mình ăn xíu mại, nó cũng có cái trứng cút hay là có cái trứng muối, sau này có cái trứng muối. Nhưng đó. Mà cái bánh nó đủ để cái trứng cút ở trong luôn hả? À, anh nghĩ là đủ, tại vì mình sẽ nhét cái trứng cút này vào cái chính nhân trên giữa đó. Thì khi mình cắn á, mình chấm cái nước mắm á, mình cuốn với rau sống mình ăn. Thường em nhớ bánh quay vạc mình đâu có trứng cút đâu phải không? Có nhiều nhà, có nhiều mỗi địa phương người ta làm á, người ta không ăn trứng cút thì ta không bỏ trứng cút. Còn ai thích ăn trứng cút thì mình bỏ trứng cút vào cho nó ngon, nó đỡ ngấy hơn. Thành nhà thấy cũng có cái trứng ở đây nè. Cái trứng này là mình để một lát cho mình thấm không? Mình thấm cái vỏ bánh đi cho nó ướt và mình tạo cái dáng. Nhưng mà để nó giờ nó khô quá rồi đây nè, không biết là mình tạo dáng có được hay không. Không sao, thì một lát mình làm thử coi biết coi nó ra một cái bánh hoa quay vàng hay không. Còn không ra, còn một cách nữa quý vị, ở nhà mình có cái nĩa đó quý vị, khi mà mình tạo cái bánh xong á, mình dán nó lại, và khi mà mình không bẻ được á, mình lấy cái nĩa mình đè nó xuống, mình ấn lại giống như mình may để cho nó khít lại mình cái lấy bánh. Cái kia mình may được không anh? Được, em lấy kia cũng được luôn, em may lại để cho bớt lại. Đó là cái bánh quay vạc. Bánh quay vạc là trong miền Nam mình gọi là bánh quay vạc, là bánh ngọt thôi, còn cái này là bánh cái dạng bánh mặn chiên, ở ngoài miền Bắc người ta gọi là bánh gối. Ăn với nước mắm chua ngọt. À, không biết Thanh Nhã với anh Vũ nhớ cái nước mắm giống như mình ăn bún chả vậy đó. Wow, ngọt, mình nấu vậy đó, rồi mình có dưa chua đu đủ, ăn rồi. Kèm theo đó là miền Bắc với ăn. Rau miền Bắc, ăn với lá tí tô hoặc là lá cây đó. Nhưng lá mà kinh giới người ta gọi là bánh gì? Bánh gối à, bánh là gối. Cái gối á, là cái gối. Giống như cái gối nằm vậy đó. Nhưng mà cái nhân á, cái công thức người ta làm có khác cái không? Cái nhân có nhiều người ta làm củ sắn không, với thịt với nấm mèo thôi. Có nhiều người không ăn bún tàu hoặc là không ăn cà rốt. Nhưng mà mình làm xôi mình làm cho đủ màu sắc. Rồi cái mình là miền Nam đúng Thanh không? Thanh Nhã thấy không? Có màu sắc màu đỏ, màu trắng, màu tất cả hành tím, tỏi băm, tất cả mọi thứ. Màu hồng nữa. Đó là cái món hôm nay là cái món bánh gối. Nghe thì ở bên này thì mình có ít bánh gối ha. Bánh cống, bánh xèo, bánh khọt thì có. Còn cái bánh gối này hiếm khi lắm.
Yeah. Hiếm khi có ai mà bán, hầu như mình ta làm ở nhà. Mình làm ở nhà mình ăn với lại rau sống nó ngon hơn. Nó cái vỏ này á thì quý vị thấy không? Làm chả giò. Nếu mà quý vị nào đi ra chợ, chợ người Việt mình đó thiếu gì, mà nếu mà không có cái bự thì chúng ta làm cái nhỏ thôi. Cái bự thì nó dễ làm hơn và cái bánh nó đẹp mắt hơn. Mỗi người ăn được một cái hai cái là vừa đủ rồi. Em chợt nhớ ra, em nhớ em bé học trò của em. Nó mua cái gì mà giống như đồ ở bên Nhật, những cái đồ chơi mà nó mix lại với nhau rồi nó cũng làm luôn được cái bánh nhỏ xíu vậy nè. Đúng rồi. Dễ thương. Bây giờ nó có bán cái đồ mà chúng ta kẹp lại đó Thanh Nhã, biết không? Đó, thì bây giờ cái ra chợ hoặc là quý vị lên online coi cái đồ mà cái bánh nó kẹp lại nó có sẵn. Nó có cái khuôn sẵn rồi, mình sẽ bỏ cái bánh tròn lên. Bỏ cái lá hoành thánh hay lá hát cạo, quý vị vừa bỏ đúng cái khuôn tròn lên, quý vị bỏ chút xíu nhân nhân. Rồi sau đó quý vị đậy lại. Đè nó xuống một cái, quý vị lấy ra thì hai bên ở phía trên nó đã dính lại với nhau rồi. Em nghĩ cái đó là cũng đỡ mất thời gian, nhưng mà làm tay vậy thì cũng vui. Cũng vui. Cho quý vị nào nếu nấu ăn. Nếu mà Thanh Nhã muốn làm cái bánh nhỏ thì một lát, tại vì Hồng Thanh có cái khuôn nhỏ. Thì mình sẽ cắt đôi cái này ra hoặc là mình bỏ, mình lấy cái nhỏ thôi. Rồi mình ép nó lại thử coi, bánh nhỏ với bánh lớn nó như thế nào. Nhỏ nhỏ xinh xinh cho em. Đúng nhỏ rồi. Mừng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ những lại cái ingredients ha. Đúng cái rồi. Này là cà rốt nè. Cà rốt đầy đủ tất nấm cả. Mèo, nước mắm á, thì quý vị Hoàng Thanh sẽ làm cái nước dừa Cocorico nha, tại vì nó đồ ngọt và cái đồ thanh của nó rất là đúng ngon. Đúng rồi, em nhớ bữa. Rồi có nước mắm giống như những cái số kỳ rồi như là bánh xèo hay là bánh thịt khò, hay là những cái bún mà Thanh mình ăn với cái nước mắm đó cũng rất là ngon, tại vì mỗi cái nước mắm nó có cách làm khác nhau. Anh đang ngon thôi hả? Còn từ nào khác không? Amazing. Nữa hả? Đó amazing, của amazing. Em, amazing mà. Của em hả? Oh my god. Oh my god. Trời, amazing. Wonderful. Wonderful. Mấy anh chọc cho Thanh Nhã vui. Thôi bây giờ chúng ta thấy 10 phút của chương trình trôi qua thật là nhanh. Thanh Nhã kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài truyền hình SCTV. Chương trình Garden Cooking sẽ trở lại ngay sau vài phút dành cho phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng bạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả các sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống như sau: Nam Cali 57.11 hoặc 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị như Android, iOS, Roku, Amazon, Smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế, giúp tăng sức đề kháng, chống đại dịch toàn cầu. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Tô Hương Vũ. Rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi, ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp. Mình tự mình cho mình làm. Thanh Nhã xin thân hạnh mến chào quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Garden Cooking với món ăn bánh quai vạc mà miền Bắc còn gọi là bánh gối. Lần đầu tiên Thanh Nhã nghe tiếng bánh gối luôn. Nói đến miền Bắc thì em nhớ mãi cái không biết là Thanh Nhã thời lúc ở còn ở Việt Nam, Thanh Nhã có ra miền Bắc chứ? Thanh Nhã Hà có Nội dịp đó. Ra được Hà Nội một lần, chỉ 1-2 ngày thôi, nhưng mà em ăn bún chả Hà Nội every day. Đó, qua Hà Nội đó có cái món bánh này nữa. Em nhớ ra Hà Nội nhưng mà nhớ ra tới Bắc chưa?
Hà Nội như Bắc là nói chứ anh sao vậy, hỏi ra anh làm bấn lại tâm lý nữa rồi. Dạ dạ dạ, nghe hỏi anh Vũ hỏi là anh Nhã là không biết. Trời sợ luôn anh Vũ ơi. Tại chưa? Đầu năm Nhã à. nghi ngờ chuyến đi của mình không biết. Trời ơi công nhận nha, Thanh Nhã thích nhất ngoài Hà Nội của mình là khí hậu nè. Ha, nó có bốn mùa mát mẻ nè, rồi ngồi ngay Hồ Gươm luôn, rồi những thưởng thức những cái món ăn lạ. Có nghĩa chắc là tại vì mình lần đầu tiên ra Hà Nội phải không? Với lại những cái di tích lịch sử mình rất là thích đi đến chỗ đó để mình biết thêm về cái đất nước của mình. Rồi nói chung món ăn thì em chưa trải nghiệm nhiều, em toàn là ăn bún chả Hà Nội tại vì em thèm, đến bây giờ nhắc đến vẫn còn thèm á anh. Nhưng vậy mà hên là làm mình... cho làm cho em nha, nước mắm cũng giống là y chang miền Bắc nha, làm xô á. Nhớ nha, làm show hả, làm show có ăn được đâu, toàn review chút xíu không là phải lật đật chạy đến làm thêm show khác nữa quý vị. Bây giờ anh Thanh đang làm gì đây, cắt hành rồi cái sẽ cắt nấm không? Rồi sau đó mình cắt qua cái bún tàu luôn hoặc là miếng nha quý vị. Dù bún tàu hay miếng cũng được. Ủa, trong cái bánh quay vạt này cũng có bún tàu ở trong ha anh, tùy người phải không? Dạ yeah, tại vì cái này đúng với nó thì có cái miếng hoặc là bún tàu nữa. Mình ăn ít thì mình bỏ ít. Này anh luộc rồi phải không? À cái này anh ngâm nước sôi, nước nóng thôi. Ngâm vừa đủ thôi, đừng có luộc, luộc quá nó bị dính á. Nó mềm. Nó mềm, nó kết, nó bị dính với nhau, nó không có tơi ra. Đó, chúng ta cắt gì là cũng vừa rồi. Đó. Rồi. Bây giờ nấm mèo với lại là miếng. Đây là bún tàu. À, Hoàng Thanh đã dùng bún tàu. Bún tàu thường thường là Nhã biết cái nhân này thường thường là ăn giống như mát đem mình kỳ rồi là làm về cái món khổ qua hầm đó. Có dùng bún tàu rồi nấm mèo rồi vô đúng không? Đúng rồi. Hôm trước mình đâu có làm bún tàu phải không? Lúc trước là tại vì mình làm mình ăn mình sợ bị hư á, tại vì trong cái món canh mình hầm á, mình để lâu quá 3 ngày thì nó đổ ra cái bị thiêu. Tại cái đợt nó Nhã cũng ăn lâu quá, làm Nhã nó để làm cho em ăn phần rồi đâm ra không có dám bỏ bún tàu. Đó. Bị thiêu. Trời. Bị thiêu. Phải chi nói làm cho ăn được một tuần thì lấy về ăn. Rồi bây giờ Thanh sẽ làm cái nhân nha quý vị ơi. Làm cái nhân bây giờ luôn phải không? Xào cái nhân trước. Dạ. Mình xào cái nhân trước rồi sau đó là mình mới cuốn. Ừ. Cái giai đoạn thứ hai là mình cuốn, cuốn xong mình chiên. Ừ. Chiên xong rồi giai đoạn thứ tư. Rồi, là mình mới ăn. Xin lỗi chút xíu có khách. Rồi kính thưa quý vị, anh Thanh đang bỏ dầu vào và bây giờ chúng ta sẽ hành làm tím nhân băm và tỏi băm đây. Tỏi không? Công nhận là có hành với có tỏi ngon thiệt anh ơi. Thơm ha. Dạ. Không biết quý vị đang xem đài có thấy cái mùi không? Thấy ha anh, mùi mình thấy được ha anh. Tức là mình phải thấy phải không thấy, anh Vũ? Thấy sau đó thấy mình hửi. À thấy rồi mới hửi. À, vậy đó. Rồi cái này là thịt heo phải không? Thịt heo băm. Anh ướp rồi phải không? À, chứ không phải thịt gà ha. Thịt heo. Em nghĩ làm thịt gà cũng được vậy, phải không? Cũng được thôi. Thịt gà hoặc là thịt bò băm thì cũng được. Tùy theo quý vị ăn nhiều ít, cái này là khoảng chừng 300 gram. Thật ra nếu như mà cái nhân mà nhiều quá thì nó cũng dễ bị ngán. Ha, cho nên là mình làm sao để nó vừa thôi. Tại vì từ từ cái bánh cái nhân nó vừa đủ thôi, đừng có bự quá. Bự quá thì cái bánh cái vỏ ngoài chúng ta bao bọc đó nó không có dính với nhau. Dạ. Nó hay bị bể. Rồi trong khi anh Thanh làm nhân của cái bánh khoai vạt này, Thanh Nhã xin gửi đến cho quý vị câu hỏi game của chương trình kỳ này. Đây là một hoạt động truyền thống mang lại sự may mắn của hai con vật truyền thuyết biểu tượng của mùa xuân do các vũ công điều khiển, đó là gì? Cái câu này nó hơi khó hiểu. Cô chị hỏi nó hơi dài quá. Lại là cái con gì mà trong mùa xuân biểu tượng của truyền thống mùa xuân là hay có cái con này? Mà nó về nghệ thuật múa này cái nọ, em không dám nói nhiều, nói là quý vị đã đáng ra biết rồi, biết rồi. À, quá dễ luôn. Bởi vậy chính vì vậy cho nên người ta mới làm cái câu hỏi nó hơi đánh lạc hướng mọi người chút, phải không? Nghệ thuật múa phải không? Đúng rồi, em nhắc như vậy là bảo đảm là quý vị đã biết. Thanh Nhã cũng xin chúc mừng chị Thanh. Chị Thanh ở Houston, Texas đã trúng với giải thưởng game lần trước. Câu hỏi là con gì tới 12 giờ khuya thì có lúc thay đổi kích thước từ nhỏ qua to hoặc từ to qua nhỏ? Em đố anh nữa lần con gì nè. Trời ơi, con gì? Con gì nó quyền bí quá. Anh Vũ đoán ra không? Không. Đó quyền chính là quá. Con giáp. Phải không? Dạ. Yeah. Đêm giao thừa 12 giờ. Con đó thí dụ đang đó là con tí sửu, ví dụ tư là con chuột đi thì mình qua là con trâu. Phải không?
nó lớn hơn từ chút nhỏ xíu qua à. Lớn hoặc lớn qua nhỏ, tức là con giáp, chỉ có con giáp thôi chứ làm sao con vật mà nó đổi một cái vàng như vậy được. Giống như cái năm vừa rồi là năm con chuột phải không? Đúng chuột rồi. Nó quậy quá. Đúng rồi, tí. Quá quậy luôn. Bây giờ năm nay con trâu. Cho nên là kích thước con vật từ 12 giờ đêm, tức là đêm giao thừa, nó sẽ chuyển từ nhỏ sang to hoặc to sang nhỏ, đó chính là con giáp. Và chị Thanh đã trả lời những quá, câu hỏi quá. Này. Nghe nói con giáp mà anh tưởng nghe nó con gián. Con giáp. Rồi quý vị thật ơi. Là con giáp. Thằng Thanh sẽ nêm nha, nêm một nêm nè. Xin mời chị Thanh ở Houston liên lạc ngay với lại chương trình để chúng ta có được những phần quà từ nhà tài trợ International Home Shopping. Thanh Nhã xin chúc mừng quý vị. Và quý vị nào chơi game chưa có thắng thì quý vị cũng đừng có buồn, bởi vì Thanh Nhã và hai anh cũng sẽ cố gắng gửi đến cho quý vị câu hỏi game. Chúng ta nhắn tin vào số phone trên màn hình là 714-858-6768. Chúng ta câu quý vị nào trả lời chính xác và nhanh nhất thì chúng ta sẽ được phần quà từ chương trình. Hoặc là quý vị nào muốn bảo trợ cho chương trình thì quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp Thanh Nhã qua số phone là 714-797-7823. Cũng như là quý vị có thể ủng hộ ba anh em qua chương trình Ăn Vặt Sân Vườn, Order Me Thái Lan nè. Maybe. Rồi những cái món snack ăn vặt dễ thương và ngon vô cùng. Bé bé xinh xinh nhưng rất là ghiền, ăn ghiền lắm luôn. Quý vị có thể order qua số phone là 949-899-7876. Chè chuối, chè tấu sọn, chè đậu xanh, bánh lọt. Hôm bữa là mình có nói với quý vị là mình xây dựng cái bảng là quán ông Thanh ở trước nhà, phải không? Là mỗi người cái bàn sẽ cách 6 feet, phải không? Đúng rồi, cách 6 feet. Ăn chè có phê siêu rồi hand sanitizer rồi, phải không? Để sẵn luôn, chè nóng luôn tại chỗ. Rồi bây giờ anh Thanh nãy là em thấy là anh nêm chút xíu bột nêm phải không? Bột nêm chút xíu đường rồi tiêu. Rồi quý vị thích nước mắm, thêm chút nước mắm hoặc là muối cũng được ha. Cái nhân này em nghĩ chín cũng nhanh phải không? Dạ, cũng nhanh lắm. Ồ cái này cái nhìn ngon quá ha. Màu sắc đẹp không? Anh nói cái màu sắc thôi, cái màu sắc á. Màu sắc đúng không? À hả. Thanh Nhã thấy thêm là chút xíu muối thôi. Anh nấu riết là anh quen đúng không? Đúng quen rồi. Cần phải là nêm nếm mà anh nói chung là cũng phải nêm nếm nhưng mà cái điều lượng á mình quen cái tay á. Anh Thanh giỏi quá. Mình nấu nghề nó dạy nghề càng lâu năm thì anh, mình càng... Anh Thanh nhớ anh nợ em cái món bún chả Hà Nội nha. Quý vị có làm chứng không? Nha. Đó là làm show cho quý vị mà đúng không? Thì cái đó cũng là quý vị theo dõi show mà đâu phải riêng đúng cho bản thân em thì đâu. Chia sẻ, mình chia sẻ. Đó, wow. Thấy ngon chưa, thơm không? Cái này á, đáng lẽ là để tiêu nhiều đó, có cái mùi tiêu rất là ngon luôn quý vị. Đúng rồi, trong khi anh Thanh hoàn thành cái món nhân này, Thanh Nhã xin được dành vài phút dành cho nhà tài trợ International Home Shopping. Ngoài những dòng sản phẩm sâm Hàn Quốc thượng hạng, ví dụ như là cao hắc sâm, Power Time được định lượng ra từng gói, hoặc là chúng ta có cao linh chi. Cao linh chi là một dòng sản phẩm vừa là detox giải độc trong cơ thể, vừa là giúp cho chúng ta có một giấc ngủ thật là ngon, kể cả quý vị nào mà có những cái chứng mất ngủ kinh niên ha. Hoặc là chúng ta tăng sức đề kháng nè. Rồi khi mà mình được detox thì làn da của mình nó cũng sẽ cải thiện, bớt mụn, đẹp hơn, trẻ hơn, rất là khỏe nha quý vị. Mỗi một hộp cao linh chi như vậy giá là $180. Trong đây mình sẽ có 5 cái hũ cao cốt linh chi nhỏ nhỏ dễ thương vô cùng. Mỗi một ngày thì mình pha một chút xíu nửa muỗng cà phê, trong đây sẽ có cái muỗng nhỏ nhỏ cho quý vị luôn. Rồi nếu như mà chúng ta order 1 cao linh chi sẽ được tặng những dòng sản phẩm sâm Hàn Quốc khác, hoặc là order 2 được tặng 1, kính thưa quý vị. Số phone để chúng ta có thể liên lạc order những dòng sản phẩm sâm Hàn Quốc hoặc cao linh chi là 714-489-3410, 714-489-3410. Bên cạnh đó là Thanh Nhã gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm phấn cushion kỳ diệu. Chắc là quý vị theo dõi chương trình đã rất là quen thuộc với dòng sản phẩm này. Trong một cái hộp phấn này chúng ta vừa có một cái miếng phấn chính ha. Cái hộp phấn chính đây, rất là đẹp. Sang Thanh Nhã mở cho quý vị coi. Cái hộp dễ thương vô cùng, màu hồng đúng với màu áo của em luôn. Không biết hai anh xài cái phấn này chưa, em tặng rồi nè. Cái bông phấn cũng chắc chắn vô cùng. Rồi khi mà quý vị á tháo cái hộp phấn này ra, mình xài hết cái bông phấn phía trong, mình lật trở lại thì phía dưới, phía đáy hộp á, nó lại đọng phấn rất là nhiều. Mình lại xài thêm một thời gian nữa, cho nên là vừa tiện lợi nè, vừa điều chỉnh tông màu da tự nhiên với quý vị, rồi vừa có vitamin E cộng với chất dưỡng ẩm chất dưỡng ẩm từ cái ốc sên, cho nên là da mình á có chất chống nắng, chất dưỡng ẩm, nó giữ được cái độ tươi sáng mịn chứ nó không có bị khô hoặc là làm sạm da. Mỗi một set như vậy là $55, mua 2 sẽ được tặng 1.
Nếu như mà quý vị mua một phấn cushion, chúng ta sẽ được tặng ngay một chai kem chống nắng. À, nếu như mà quý vị có nhu cầu order những dòng sản phẩm xăm Hàn Quốc hoặc là collagen, fucoidan vân vân thì quý vị có thể là liên lạc ngay số phone trên màn hình 7144893410. Bây giờ thì chúng ta lại hết phần tiếp theo của chương trình. Thanh Nhã kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài truyền hình SCTV. Ba anh em sẽ trở lại ngay để gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của chương trình Garden Cooking Show. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng bạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả các sản phẩm xăm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi 7148686868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống như sau: Nam Cali 57.11 hoặc 14.3, San Jose 16.11, Houston Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị như Android, iOS, Roku, Amazon, Smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Xăm, món quà của Thượng Đế, giúp tăng sức đề kháng, chống đại dịch toàn cầu. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Tô Hương Vũ rất vui chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi, ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp. Mình tự mình cho mình là chương trình Garden Cooking đã trở lại cùng với Thanh Nhã, anh Hoàng Thanh và anh Tô Hương Vũ. Xin gửi đến quý vị món ăn ngày hôm nay, đó chính là món bánh khoai vạ mà người Bắc gọi là bánh gối. À, trong chương trình trước đây thì có nhiều loại bánh tầm ha, bánh khọt. Bánh khọt, bánh căn. Bánh khọt, bánh xèo. Ủa, có bánh tầm, nói hơi nó tầm bì rồi. Bánh tầm bì. Anh Thanh, em yêu cầu bánh tầm bì đi. Có mà, kỳ trước mình đã làm bánh tầm bì rồi phải không? Chưa. Bánh tầm bì xíu ngoài chưa. Mình sẽ làm bì. Tại vì chương trình mình không có đủ thời lượng, một là bì không, hai là xíu mại. Bây giờ làm hai thứ luôn, nhưng mà em yêu cầu là anh Thanh làm sẵn bì nha. Rồi lên đây làm xíu mại thôi, em có được ăn hai món xong. À thì được chiên rồi. Cảm ơn Thanh rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp theo. Rồi bây giờ nha. Trước khi làm mình sẽ gói bánh phải không? Là Thanh Nhã biết gói không? Dạ biết. Bây giờ thử tài coi, đeo bao tay vô nè, anh Vũ cũng thử tài luôn coi. Nha. Wow, có một cái con ong nó đang muốn thưởng thức món bánh của mình đây. Yeah. Quý vị theo dõi chương trình, nếu như mà quý vị cần chơi game thì chúng ta nhớ liên lạc số phone trên màn hình 7148586768 nha. Bây giờ hoặc là order nha. Những dòng sản phẩm từ chương trình thì quý vị liên lạc ngay 7144893410. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh Thanh chỉ em nha. Bây giờ đây là cái bánh nha, cái giò bánh mà Thanh đã, quý vị đã mua cái bánh bự, quý vị về lấy cái chén, cái dĩa vừa đúng cái bánh đó, rồi chúng ta lấy cái dao gọt ra thành cái bánh hình tròn ha. Rồi sau đó chúng ta lấy cái nhân nè, nhân xào nè, vừa đủ rồi ha. Rồi chúng ta sẽ để cái trứng cút vô chính giữa, rồi sau đó chúng ta ép nó lại, đừng có để nhiều nhân quá. Thanh Nhã hơi nhiều nhân rồi. Nhiều nhân quá chúng ta bị bể phải không? Rồi sau đó chúng ta sẽ đúng 50 hộp và nhân thôi nhỉ nha. À, nhớ dạ, em đếm. Đếm thôi, em ráng em đếm. Mình thoa đều xung quanh nè. Vũ à. Làm anh Vũ. Anh đeo bao tay rồi là sao suýt máy. À. Dạ anh Vũ thì lo về kỹ thuật máy. Anh Thanh. Lần đầu tiên em làm bánh luôn nha. Em nha. Đó, thì cái vỏ nó khô rồi dạ, không biết có quấn được không nhỉ ơi. Em hy vọng rằng quấn được. Tại cái bánh phía ngoài cái vỏ nó hơi bị khô rồi. Không sao. Rồi giờ bẻ qua phải không? Vẫn được phải không? Ờ hả. Cái bánh nó hơi bị khô. Cái này giống mình là gói cái gì há cảo.
Yeah, nó cũng giống như há cạo. Giống giống cái há cạo đó quý vị. Không, cái đầu tiên mình làm không có đẹp đó, lắm. Đó, cái vạt đó, mà là lát cái đó nó sẽ phồng lên. Nó sẽ phồng lên. Cái bánh qua vạt là vạt này nè. Ôi con ong, con ong. Đã thăm viếng, đã biết, đã đến. Không phải, tại nó ngửi được cái mùi ngọt trên người của nhà đó. Em so sweet. Em so sweet đi. Rồi né, đứa có né. Đúng không? Nhưng mà có chắc chưa? Không biết. Em phải bị khô thì em thấm thêm cái này nữa nha. Khô quá nó bị gò giòn hết, nó gãy. Trời đó, ơi. Đó. Kể cái đầu tiên cái nào cũng là phải bị hư. Từ thường là vậy thôi, cái đầu tiên là không cái khai chưa đó. Cái thứ hai cũng hư giống như cái đầu. Cái thứ hai là nó còn bể hơn nữa. Và cái cuối cùng nó vẫn giống y chang vậy. Cho tới cái cuối cùng. Mình sẽ làm sao nó bể cái vỏ rồi. Rồi, đúng rồi. Tại vì cái vỏ bánh nó rất là... bị khô phải không? Rồi sao mình không bỏ vô mình chiên luôn, được cái nào chiên cái đó. Thì mình chờ cái lửa cho nó... Nó sôi dầu hả? Cái sôi dầu lên. Bình tĩnh anh bỏ còn lửa rồi, còn lửa. Cái hồi nãy là Thanh đã lấy một cái đũa. Cái đũa gì? Đũa gỗ hả? Cái đũa gỗ, hồi nãy Thanh đã lấy cái đũa gỗ rồi. Dạ anh Vũ lấy giùm cái đũa gỗ. Rồi, Thanh Nhã lần đầu tiên làm bánh khoai vạt luôn mọi người ơi, công nhận làm bếp cũng vui quá à. Em ước gì em cũng có thời gian để mà em học hỏi nhiều món ăn ngon giống anh Thanh à. Đó, yeah. Bây giờ là cuốn vậy phải không? Xong rồi có ăn hồng mình cứ mình sẽ tha phía ngoài nữa, mình tha thêm nữa. Tha phía ngoài hè gì hồi nãy em yeah. Không pha nên nó rồi, bị khô nè. Rồi, đũa gỗ thì kêu, rồi. Tha như vậy nó mới ướt rồi mình mới dễ quấn nó lại. Đúng rồi. Cái trứng này là cái này là trứng không hả? Anh trứng không. Không? Trứng gà. Trứng gà. Đó mình thử cái này nó đã giòn rồi nè. Wow. Cái lửa cũng được rồi đó quý vị. Đúng rồi, hồi nãy em không có pha cái viền ngoài cho nên gấp là nó khô. Rồi cái này để chiên cho Thanh Nhã cái đầu tiên nha. Cái của Thanh Nhã thôi, đầu tiên nè. Thôi đừng giới thiệu của ai, khi nào nó đẹp thì hãy nói của em được chưa? Vậy được chưa? Bây giờ bỏ vô hồi cũng biết của ai. Trời đẹp quá nè yeah. Đó. Đó, không, ừ đúng rồi. Em không có pha vô bên ngoài đó. Đó, càng ngày Thanh Nhã càng tiến bộ. Rồi xin mời Thanh Nhã hãy thả vào. Nhớ thả cái tay vô trong dầu. Thả luôn, nhúng cái tay vô luôn. Cầm tay đũa. Yeah, good job. Bánh quay rồi nè. Bây giờ mình làm tiếp theo nha. Vậy là Thanh Nhã đã biết làm bánh này rồi. Phải không? Dễ, dễ không? Dễ ợt luôn. Dễ ha. Ừ, dễ mà còn ợt luôn á. Em có để cái trứng cút chưa không? Dạ có. Làm sao quên được. Thanh Nhã thấy tặng trứng cút lắm. Ngon mà. Phải không? Bánh bao có trứng cút cũng ngon nè. Bây giờ mình có trứng muối nữa nè. Thanh Nhã có biết tại sao người ta gọi nó là trứng cút không? Tại vì nó từ con cút. Không phải. Chứ tại sao? Sao anh Vũ đó không lại biết đó. Tại vì cái trứng nó cút. Người ta đang tập trung chuyên môn mà anh Vũ thiệt tình hại não nữa. Tại sao nói em nghe coi, con ông nó bù em quá đây nè. Bù không? Tại em so sweet. Em so sweet đó. Tại em so sweet là Thanh Nhã ngọt ngào đó quý vị ơi. Ồ, có ngọt vậy ta. Sao mẹ em cứ la em hoài à, lúc nào mật cũng nhanh gọn lẹ. Chết không đường. Có hiền dịu không phải, có nghĩa là người có thể nhả nhiều đường. Không nha. Ủa đáy đường hả? Đáy đường hả? Ác dễ sợ luôn quý vị ơi. Không lẽ đáy đường sao? Trời ơi, người ta nói mà tự nhiên hiểu lầm, người ta khen mình cho sự biết. Anh Thanh đã vậy còn độn vô đáy đường nữa. Trời ơi, ác dễ sợ luôn. Có một đứa em anh gái. Anh xin lỗi tại vì anh không có... Có một đứa em gái mà cũng ăn hiếp nữa nữa. Đó, đó nhà thấy không? Bây giờ nó phồng lên này, nhà thấy không? Cái dạ, bánh thấy ôi, không? Nó phồng lên đó, hả? Ừ, ờ, tại vì á, cái vỏ bánh này là có vỏ bánh mình làm mình chiên cho chảy giò đó nhỉ. Dạ. Đó, đó em làm cái lỗ tai giống cái lỗ tai của em vậy đó. Ôi lỗ tai em đẹp hơn. Bánh lỗ tai. Đó, cả nhà thấy không? Một lát nữa nó giòn lên rất là ngon. Rồi thả nhẹ nhẹ nha. Mỗi lần thả là không được lắng nghe anh Vũ nói. Phải thôi là, bị bấn thở bản tâm lý. Khi mà em thả cái bánh vào em phải đính thở nha. Rồi. Ôi, Thanh Nhã bắt đầu thích làm rồi, công nhận con bếp vui thiệt. Vui không? Dạ vui. Vì ở nhà làm bếp thì khỏi đi giao hàng nữa. Công việc nhiều quá chứ không thôi là em cũng thích học hỏi mấy món ăn rồi. Đó hả? Bây giờ mình làm mấy cái đi anh. Bây giờ mình làm 10 cái đi em ha. 10 cái hả? 5 cái rồi phải không? 5 cái rồi, còn 5 cái nữa ha. Dạ. Sao càng ngày em bị càng bớt nhân vậy? Tại vì em sợ nó bị lỗi. Bảo toàn tính mạng. Anh nghĩ là em cho chút xíu nhân nữa được lên trên. Nếu mà nó ít quá thì nó sẽ bị bỏng cái bánh. Dạ. À đó. Rồi. Bị bỏng á, bị bỏng cái bánh ở trong. Dạ.
Rồi quý vị theo dõi chương trình, quý vị nhớ là nếu chúng ta muốn làm sponsor cho chương trình thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp Thanh Nhã qua số phone là 714-797-7823, hoặc là quý vị có thể ủng hộ những dòng sản phẩm từ chương trình bởi nhà tài trợ International Home Shopping, hoặc là quý vị cũng có thể trực tiếp order qua website của Thanh Nhã, đó là thanhnhabeauty.com. Mình sẽ có những dòng sản phẩm xăm Hàn Quốc thượng hạng nè, mình có collagen, fucoidan, rồi có lại yến nữa nha quý vị. Có rất là nhiều những dòng sản phẩm, rồi đông trùng hạ thảo vân vân. Thanh Nhã sẽ gửi cho quý vị cướp deal những phần quà tặng kèm theo nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì số phone để order là 714-489-3410. Bây giờ thì Thanh Nhã thấy là anh Thanh đã bắt đầu lấy ra cái đầu tiên rồi phải không? Cũng chính theo, tại vì cái nhân nó đã chín rồi và cái vỏ thôi đúng không? Mình chia cho nó vàng vậy nè. Đó. Bánh này ăn rất là ngon. À cái này là anh ăn với rau kèm nước mắm hả? Đúng rồi, mình ăn với rau, có rau sống. Đúng rồi, ăn với rau sống. Giống như mình ăn với bánh cống rồi đó, bánh chiên. Ồ, bánh cống cũng ngon lắm nha. Nhã ơi, em phải bỏ từ, em bỏ vào chảo, em phải nín thở. À đúng rồi, em quên. Em phải nín thở. Cái này là tại vì nó khô sẵn nha. À, em lấy cái lành lặn đi. Cái này em lấy cái viền ở ngoài á, tại vì em biết sao mà nó bị khô nước không, tại vì nó để lâu phải không? Mình để ra ngoài gió đó. Dạ. Cái nó bị khô, nó bị... Bây giờ làm sao mày mấy anh chế biến, đừng có gió chui vô đây đi. Vậy hả? Làm sao bây giờ? Em đâu biết. Rồi, bây giờ mình đã có mấy cái sắp chín rồi. Quý vị nhớ khi mà chúng ta ăn những cái món ăn này, rồi mình cảm thấy sau đó mình thiếu dessert phải không? Mình thèm gì đó chua chua, ví dụ như me, hoặc là mấy cái snack đúng để mà mình ăn xong rồi cái mình ngồi mình nhâm nhi tivi, hoặc là kể cả là món nhậu nữa phải không? Đúng, mấy cái snack đúng của mình là vừa ăn vừa uống chút xíu bia, yeah, hoặc quay cũng ngon nữa. Thì quý vị có thể ủng hộ ba anh em qua số phone trên màn hình. Mấy mốt mình có bán quay không? Quay hả? Em sẽ cố gắng bởi vì em rất là thích uống quay. Mình sẽ chế ra những cái quay, cái cocktail rất là ngon. Wow, anh Thanh giỏi quá. Số phone để ủng hộ chương trình ăn vặt sân vườn của ba anh em là 749-799-7876 nha quý vị. Bây giờ thì em thấy là mình cũng gần đến chưa tới hồi kết thúc rồi. Chưa mình gần hết phần 3 rồi. Bây giờ Thanh Nhã sẽ gói hết cái này. Yeah, đúng rồi, Thanh Nhã hôm nay quá là good job. Hôm nay mới đây Thanh Nhã hoàn thiện được một cái công việc, đó là em nội trợ thôi. Yeah, mình học hỏi giác sao mà cái chén của tôi nó dính nó dính hột gà, tại vì em phải giới qua bên đó, còn anh Thanh là đứng đây dụ. Trời ơi, sao ăn hiếp em hoài. Anh đâu có ăn hiếp đâu, anh chỉ nói thôi. Quý vị thấy không? Rồi Thanh Nhã nín thở 1 2 3 nín. Thanh Nhã cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng ta đã đến với phần phải ngừng cái chân này, phần để này quảng cáo rồi hả? Để mà mình đến cái phần cuối cùng là review phải review. Không? À, kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của chương trình. Ba anh em sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại của đài. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Tô Hương Vũ rất vui chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi, ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp. Mình tự mình cho mình làm. Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Có được làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ.
Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Thanh Nhã rất vui chào đón quý vị trở lại với phần tiếp theo của chương trình Garden Cooking cùng với anh Hằng Thanh và anh Tô Hồng Vũ. Kính thưa quý vị, món ăn ngày hôm nay của chúng ta là bánh khoai vạ. Trời ơi, Thanh Nhã mới đi good job quý vị ơi. Nãy giờ Thanh Nhã làm công đó còn Thanh thôi, bị... Thôi đừng hàng với em chỉ gói không thôi. Thiệt, còn Thanh là bị bể nè. Không, tại vì cái bột của mình để ngoài gió đó, đâu có sao đâu, với lại nhiều khô. Khi em cũng... Quý vị nhớ khi nào chúng ta làm, chúng ta hãy cắt cái bọc ra là chúng ta hãy cắt xong chúng ta làm liền. Đúng rồi, tại chứ vì... đừng có để lâu. Có những cái tip mà mình không để ý á, nó bị khô á, để trong tủ lạnh nó cũng bị khô, tại vì mình đã tháo cái bọc nó ra rồi, cái độ chân không của nó đó, gió nó vô nó dễ bị khô lắm. Ôi đẹp quá. Bây giờ anh đăng ký cái đó trước đi. Rồi xong rồi, bây giờ cho Thanh Nhã là xong rồi. Rồi Thanh sẽ múc cái chén nước mắm quý vị. Cái dưa chua này cũng dễ làm lắm, quý vị mua đủ bào về. Rồi đó chúng ta hãy để chung muối cái chừng 10 phút chúng ta vắt ráo, rồi sau đó chúng ta bỏ giấm với đường hòa quyện với nhau. Rồi, đó rồi bây giờ cái nước mắm nè đó. Ôi, nước mắm chua ngọt phải không? Nước mắm. Dưa trứng cút nè, hầm một cái ăn. Cái nước mắm này chúng ta vừa ăn vừa húp luôn á, quý vị ơi. Vừa ăn vừa húp luôn, uống giống như là nhậu luôn. Đúng rồi. Giờ xong cái này là mình ăn cơm chiều luôn rồi đó. Đúng rồi. Đây là phần cuối của chương trình. Công nhận nhanh quá. Thanh Nhã xin được nhắc lại câu hỏi game một lần nữa. Đây là một hoạt động truyền thống mang lại sự may mắn của hai con vật truyền thuyết, biểu tượng của mùa xuân do các vũ công điều khiển. Đó chính là cái gì? Là cái gì? Con gì ha? Con gì múa? Thanh Nhã không nhắc nhiều để cho quý vị suy đoán và chúng ta nhắn tin vào số 0714858768 để trúng những phần thưởng từ chương trình. Bên cạnh đó nhắc lại một lần nữa, xin mời chị Thanh từ Houston, Texas liên lạc với chương trình để nhận được quà tặng từ phần game kỳ trước. Và cũng như là quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu để order phấn cushion hoặc là cao cốt linh chi, ngủ ngon nè, mát gan, thanh lọc cơ thể, tăng sức đề kháng và da mặt cũng đẹp bởi vì chúng ta được thanh lọc cơ thể detox đó quý vị. Những dòng sản phẩm này khi quý vị order qua thanhnhabeauty.com hoặc là quý vị liên lạc vào số phone trên màn hình là 7144893410, chúng ta sẽ có nhiều quà tặng và chương trình promotion vô cùng hấp dẫn. Thanh Nhã cảm ơn quý vị rất nhiều. Bên cạnh đó là quý vị nào có nhu cầu để sponsor cho chương trình thì quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp Thanh Nhã qua số phone là 7147977823. Bây giờ thì anh Thanh, anh Thanh đã trang trí lên cái đĩa rồi, to quá ha. Đây quý vị ơi. Dạ. Đây là bánh gối em đã hoàn thành xong rồi. Nó giống cái gối thì. Bây giờ nhà còn đây thể, là nhà có thể ngủ rồi đó. Mình đang kèm với lại rau sống nha cả nhà ơi. Hoàn thành xong bánh gối. Đây, em bưng răng nha. Bưng răng bằng brum. Rồi. Rồi chụp hình thôi. Tại vì mỗi lần mà chúng em làm show chúng em phải lưu lại hình ảnh để qua Facebook làm bằng chứng. Chúng ta cái này mà chúng ta thưởng thức cái món ăn này ha, xong rồi cái mình có chiên chiên xào xào hồi mình thưởng thức thêm chút xíu me phải không, đồ ăn vặt đồ ăn vặt của chương trình, đặc biệt là của ba anh em qua ăn vặt sân vườn. Em nghĩ là mình sẽ có những cái hương vị mới lạ trong cuộc sống này, nói về ẩm thực phải không? Đúng rồi. Wow, ủa đồ chua là nãy anh chia sẻ em không nghe rõ. Dạ, đồ chua thì chúng ta mình mua đu đủ hoặc là mua su hào về, chúng ta bào nó ra, rửa sạch, ngâm với muối. Rồi sau đó chúng ta dắt cái nước ra nha. Dắt cái nước ra chúng ta làm nước giấm với đường, rồi chúng ta quậy chúng ta
ăn thôi. Rồi bây giờ được mắm mắm chưa? Rồi mắm mắm đi. Giờ ăn đến rồi, giờ đến rồi. Mời quý vị xơi, mời quý vị xơi. Thanh Nhã cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho chương trình. Nếu như mà quý vị có những đóng góp ý kiến cho chương trình để tốt hơn mỗi một ngày thì Thanh Nhã kính mời quý vị có thể là nhắn tin vào số phone trên màn hình. Quý vị có thể là chia sẻ những cái tip quý vị nấu món ăn này tốt hơn, hoặc là quý vị có thể chia sẻ xem next show mấy anh em sẽ nấu món gì. Bên cạnh đó là quý vị giúp cho ba anh em comments về chương trình Garden Cooking trên YouTube của đài Sài Gòn Entertainment Television. Thanh Nhã cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ Thanh Nhã sẽ mời quý vị cùng thưởng thức cái món này nha. Mình sẽ review coi cái bột nó giòn sao. Cái bột nó giòn, thịt giòn. Cái nhân của nó thơm sao. Nhân nó rất là thơm. Bây giờ anh cuốn lại hả? Hay sao? À, anh ăn không rồi, anh lấy miếng rau anh ăn. Ừ. À, hoặc okay. Là chúng ta cuốn lại rửa được. Tay đi, dạ, rửa tay rồi, đi để bóp. Rửa tay. Rồi, rửa mặt luôn. Thời bữa này rồi ăn thử đi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức món bánh quai vạc trong chương trình Garden Cooking ngày hôm bánh nay. Bánh gối đi em. Bánh gối, đúng rồi, bánh gối, gối nghe đi. Cũng dễ thương ha. Nghe rất hay hơn. Dạ, em mới biết từ bánh gối luôn á, hồi trước giờ em cứ nghĩ là bánh quai vạc. Đúng rồi, hôm nay có thời gian là chia sẻ luôn với Nhã là cái bánh mền nữa. Bánh mền nữa ha. Bánh đó nó ràng sao thì nó vậy? Mới đủ ăn combo. Nóng. À, nóng. Cẩn thận nha cả nhà. Anh ơi, bánh ra nệm không anh? Thì đó bánh mền đó em. Bánh mền đó. Không có nệm, cái ra bánh nệm, tấm bánh trải giường khác, còn cái mền là khác nữa. Nước mắm á Nhã phải múc luôn. Rất là ngon nha Nhã. Cái gỏi đồ chua rất ngon. Rồi vậy hả? Bây giờ nóng quá ha. Nóng lắm á nha. Mình bỏ lên đây luôn hả? Ừ. Chắc em cho nó cái nhân nó luôn. Ra luôn. Ồ. Em không thích ăn nóng. Cả nhà làm thử đi. Cái nhân đó nó có thịt bằm nè, thịt heo xay ha, nấm mèo, rồi có củ cà rốt, củ sắn, rồi thêm cái cọng bún hoặc miếng cũng được. Chúng ta nêm nếm gia vị cho vừa ăn thành một cái nhân. Sau đó cái vỏ bánh này quý vị á, ra ngoài chợ Việt Nam chúng ta mua cái vỏ bánh há cảo hay là vỏ bánh quỳnh thánh hay là vỏ bánh chả giò. Hồi Thanh đã mua được cái vỏ bánh chả giò. Có lý nha. Ừ, ha. Em ăn hấp tiếp mắm đi. Và nó khá giòn, nó rất là giòn nha. Rất là tuyệt vời. Anh dùng mấy... từ mới rồi nha anh Vũ. Kèm thêm cái cọng rau à. Cọng rau mình ăn ha. Cái này mình ăn chơi chơi được nè. Không ăn thiệt. Không ăn chơi. Chúc quý vị chế biến thành công. Cái món này khá dễ. Dạ. Rất là dễ. Nên là mình có thể làm ở nhà. Thật ra thì không có mất thời gian gì. Mình chuẩn bị hết nguyên vật liệu sẵn. Gói thì quý vị thấy cái công đoạn gói cũng rất là dễ. Rồi sau đó mình bỏ vô chảo. Mình chín rất là nhanh khi mà chảo nóng sôi rồi mình bỏ vô, quý vị thấy không? Chưa đầy một phút nữa là cái bánh nó đã vàng, nó giòn lên rồi. Ha ha. Là mình lấy ra chứ mình để lâu quá nó khét nha nha quý vị nha. Mà cái nước mắm thì quý vị đừng có làm mặn quá nha. Chúng ta húp đó. Em thử em húp luôn coi. Vừa ăn vừa húp á. Nó vừa. Nhã húp làm sao mà nghe rột 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 rột, rột, rột gì đó cho quý vị mới thấy thích. Đúng rồi. Nghe rột rột. Bỏ một cái gô, bỏ gỗ kêu cột rột. Đúng rồi, ăn cái nữa rồi đã quá à. Nó nhẹ nhàng lắm quý vị ơi. Không nè, Hoàng Thanh ăn cái bể nè nha. Nãy gói bị bể nè, là do cái vỏ bánh đó hơi khác chút xíu. Bánh này là do công sức của Thanh Nhã. Đừng khen em nữa. Em chỉ gói thôi mà. Nước mắm này phải húp nha cả nhà, giống như mình ăn bún chả gì đó. Húp. Ai muốn ăn đậm đà thì thêm nhiều nước mắm chút xíu. Nhưng mà mình ăn mặn quá cũng không tốt. Vừa đủ thôi. Có đồ chua nó ngon hơn. Dạ. Ớt nữa, nước ăn cay. Nhã nhớ nha, không có nên ăn mặn quá nha Nhã. Nó không có tốt cho sức khỏe của mình. Ăn mặn quá nó sẽ khát nước. Gì cười, đúng mà. Ủa hết giờ khi mình ăn hoài vậy. Dạ 2 phút. Mê ăn quá rồi. Món này Thanh Nhã lát cho cô. Bữa nay review hơi sớm. Nhưng mà thực ra cái bánh này đúng làm. Nhưng mà cái này rồi chỉ có làm xong ăn liền quý vị nhé. Nó ngon. Tại vì mình để nó lát nó mềm cái da lại thì dạ nó giống như cái chả giò vậy thôi. Mình ăn đúng rồi. Mình cuốn á, mình ăn liền thì nó ngon thôi ha. Rồi uống nước liền kìa. Uống tăng lực phải không? Nước trái cây. Đó. Ngon quá. Tụi em ăn là ăn chiều tối luôn nè quý vị. Kính thưa quý vị, mỗi một ngày chúng ta quay đâu phải là một show đâu. Mấy show cho nên mỗi một show mình được ăn phải là lẹ 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 cho xong việc.
để mà còn kịp thời gian. Bởi vì quý vị biết mùa này là 4-5 giờ chiều, khi thời tiết thay đổi là tối thui rồi mà lặn mà vừa có mũi nữa. 5 giờ có tối. Dạ. Cho nên là hy vọng món ăn ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị một sự cái sự gợi nhớ về một món ăn. Nhiều khi mình biết nhiều món nhưng mà mình lại đến Hương Nhi nấu, giống như em, nhiều khi em đi chợ không biết nấu gì, mua gì luôn. Khi mà mình có tiệc em nghĩ món này cũng được ha. Dễ ăn mà có rau nè, có nước mắm nè, này ăn chơi, đúng rồi. Một lần nữa Thanh Nhã cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Nếu như mà chúng ta muốn order những dòng sản phẩm từ nhà tài trợ International Home Shopping hoặc là thanhnhabeauty.com, quý vị có thể liên lạc ngay số phone là 714-489-3410. Bên cạnh đó quý vị nhớ ủng hộ ba anh em qua chương trình Ăn Vặt Sao Vườn. Đúng rồi, Ăn Vặt. Đúng rồi, những cái sản phẩm snack nè, me Thái Lan rất là ngon và hấp dẫn, ăn xong bị ghiền luôn. Qua số phone là 949-899-7876. Ngoài ra là game show của chương trình Con Gì Mà Trong Mùa Tết Người Ta Hay Nhắc Đến Mà Nó Hay Múa Múa Múa. Quá dễ luôn phải anh Thanh? Mùa Tết. Con Tết. Con gì? Tết. Số phone của chương trình để quá dễ luôn để nói ra 858-6768. Thanh Nhã cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì rất tiếc thời gian của chúng ta đã hết rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Garden Cooking lần sau. Và hy vọng rằng chúng ta tận hưởng được một năm mới thật là bình an. Và chúc chú quý vị chế biến thành công cái món này. Bánh gối. Bánh gối mền. Bánh gối. Và bây giờ chắc mình cũng không quên chúc Tết quý vị một lần nữa. Chúc mừng năm mới. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Tô Hương Vũ rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi, ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp. Mình tự mình cho mình làm. Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri Ân Cùng Vạn Niềm Vui. Quý vị có thể mua tất cả các sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống như sau: Nam Cali 57.11 hoặc 14.3, San Jose 16.11, Houston Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị như Android, iOS, Roku, Amazon, Smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Xăm, món quà của Thượng Đế giúp tăng sức đề kháng chống đại dịch toàn cầu.